Có những bí ẩn đến giờ vẫn chưa hề có lời giải, và con người thì vẫn đang ngày ngày đi tìm lời giải cho những câu chuyện mà ngay cả khoa học vẫn chưa có những sự giải thích thực sự thỏa đáng. Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa lời giải, nơi mà chúng ta sẽ cùng kể về những câu chuyện như thế. Những cuộc săn tìm kho báu trên thế giới trước giờ không phải hiếm gặp, đặc biệt là những địa điểm được người ta đồn đại cất giấu số lượng vàng bạc của cải lớn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Và rồi những cuộc truy lùng được diễn ra. Trong video hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về một địa điểm đầy bí ẩn được mệnh danh là hố tiền và được lùng sục bởi những tay săn kho báu suốt hơn 200 năm qua. Đảo Oak nằm ở vịnh Mahon thuộc bờ biển phía nam Canada, là nơi nắm giữ một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất của thế giới. Được biết đến với cái tên hố tiền, kho báu này đã thu hút vô số kẻ tò mò tìm đến với hy vọng trở nên giàu có. Không thể đếm xuể số người đã đổ xô về nơi này với khao khát đổi đời. Theo sử sách ghi lại, vào những năm đầu thế kỷ 17, giới săn tìm luôn truyền miệng nhau về kho báu khổng lồ mà gã thuyền trưởng cướp biển William Kidd chôn giấu ở đâu đó phía đông Boston. Một thủy thủ đoàn của William đã tiết lộ điều này, nhưng hắn chưa kịp nói ra địa điểm nơi chôn giấu thì đã mất. Một số người cho rằng đó là một kho báu được chôn giấu, số khác lại khẳng định nơi đây cất giữ chén thánh huyền thoại. Tuy nhiên mỗi lần có người cố gắng đào bới tìm kiếm thì hố đất lại tự động sụp xuống như lời cảnh báo và để bảo vệ an toàn cho bí mật nằm bên dưới. Càng tìm kiếm sâu hơn, người truy lùng càng gặp nhiều khó khăn và sự hiểm nguy, đôi khi bỏ mạng. Khi đó, Daniel McGuinness, một thiếu niên 16 tuổi, đã băng qua hòn đảo thuộc tỉnh bang Nova Scotia của Canada trong một chuyến câu cá và phát hiện vài điều kỳ lạ. McGuinness nhìn thấy những vết hằn trên một cây sồi già, gần đó là một hố sâu, nên suy đoán các dấu vết trên cây từng là chỗ buộc hệ thống dây và dòng dọc để đưa thứ gì đó xuống lòng đất. Do lớn lên với những câu chuyện phiêu lưu của hải tặc, McGuinness ngay lập tức tự hỏi liệu đây có phải nơi họ chôn giấu kho báu hay không. Với trí tò mò được kích thích, McGuinness trở lại đảo Oak ngay hôm sau cùng hai người bạn và bắt đầu đào kho báu. Các cậu bé nhanh chóng nhận thấy lớp đất sét nông vốn có những dấu vết đào bới từ trước, nhưng cũng không thể đào sâu hơn. McGuinness tự tay mình đào sâu xuống hố đất này và khá bất ngờ khi cứ 3 mét anh lại đụng phải những tấm ván gỗ. Ban đầu cả ba vui mừng tưởng rằng đó là chiếc dương kho báu, nhưng rồi họ nhận ra đó chỉ là một thanh gỗ được gắn vào hai bên thành giếng. Sau khi kéo thanh gỗ lên, họ nhìn thấy cái giếng vẫn còn sâu nên tiếp tục công việc. Cuối cùng họ đã đào đến độ sâu hơn 7,5 mét nhưng vẫn chưa thấy gì. Cuối cùng ba chàng thanh niên đành bỏ cuộc, lấp cái hố lại và bỏ đi, mặc dù không thôi nghĩ rằng chẳng ai lại đào cái hố sâu như vậy mà không cất giấu một thứ gì quý giá. Năm 1804, một nhóm có ý định khai quật lại khu vực này. Công ty Oslo cùng nhóm nghiên cứu đã tiếp tục đúng nơi McGuinness đã dừng lại. Và cũng giống như McGuinness, cứ cách 10 feet họ lại đập vào những giá gỗ được chôn vùi đều nhau. Các ghi chép chỉ ra rằng ở mốc 60 feet tương đương 18 mét, họ tìm thấy những sợi dừa nằm rải rác trong các khúc gỗ. Ở độ sâu 90 feet tức 27 mét, những người đàn ông đã có một khám phá đáng kinh ngạc. Một phiến đá khổng lồ được bao phủ bởi những dòng chữ bí ẩn. Tấm đá dường như có một dòng chữ được mã hóa. Nhiều nhà sử học cố gắng giải câu đố. James Lesty, một giáo sư ngôn ngữ học tuyên bố đã giải nghĩa được dòng mật mã trên viên đá. Ở độ sâu 40 feet, tức hơn 12 mét, 2 triệu bảng Anh được chôn giấu. Thông tin về chiếc hố mà McGuinness phát hiện trên đảo Oak lan truyền và nó được gọi là hố tiền. Cuộc đua giành kho báu trong hố tiền trên đảo cũng bắt đầu. Trong khi đó, thành hố bị vỡ ngay sau khi công ty Oslo phát hiện ra viên đá. Nước tràn vào hố, làm ngập nó dưới độ sâu 60 feet tương đương 18 mét nước. Nhiều nỗ lực để bảo vệ cho cái hố đều vô ích. Cứ như thể khu vực này được lắp đặt để chứa đầy nước. Thế bế tắc làm dấy lên hoài nghi rằng các thợ săn kho báu có theo đuổi một kho vàng tưởng tượng hay không. Tuy nhiên những manh mối được phát hiện qua các năm đủ để duy trì niềm tin vào sự tồn tại của kho báu bí ẩn. Các thợ săn kho báu từng tìm thấy tiền xu, những mảnh sành sứ, đồ gốm, kéo hay giấy da trong hố tiền. Nếu bất cứ điều gì lạ lùng, nó tăng cường sự tưởng tượng của họ. Họ không còn săn lùng một sấp tiền lẻ hay một vài chiếc chân nến cũ. Các tín đồ tin chắc rằng công trình ngầm là tác phẩm của một cá nhân có tay nghề cao, người đã cố gắng giấu tài sản của mình ở đâu đó bên dưới đảo Bắc.
Năm 1849, chứng kiến sự xuất hiện của công ty Truro, khởi đầu cho một lịch sử lâu dài và đầy rắc rối với những khám phá và những cái chết đẫm máu. Vào năm 1861, một cuộc khai quật của Hiệp hội Đảo Oak đã gây ra sự sụp đổ hoàn toàn của nền hố thành một hang động tự nhiên. Cùng năm, các thợ săn kho báu mang một máy bơm chạy bằng động cơ hơi nước lên đảo Oak với hy vọng rút hết nước ra khỏi hố tiền. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, lò hơi trong động cơ hơi nước phát nổ khiến một thành viên trong đoàn tử vong. Năm 1887, một công nhân thứ hai trượt từ mép hố xuống và mất mạng. Trước khi trở thành Tổng thống Mỹ giai đoạn 1933-1945, Franklin Roosevelt cũng quan tâm đến kho báu trên đảo Oak. Năm 1909, ông tham gia hai nhóm săn kho báu là Hiệp hội Đảo Oak và Trục Vớt Vàng Cổ, sau đó tiếp tục cập nhật thông tin về hòn đảo khi đã trở thành Tổng thống. Trong nỗ lực khám phá bí ẩn xung quanh hòn đảo, hai anh em Marty và Rick Lagina đã tham gia chương trình truyền hình thực tế Lời Nguyền Đảo Oak trên kênh History bắt đầu từ năm 2014 và kéo dài tới nay. Họ dành nhiều thời gian để kiểm tra hố tiền và tìm thấy nhiều manh mối ly kỳ như chiếc châm làm từ ngọc hồng lựu 500 năm tuổi và cây thánh giá bằng chì được làm trong giai đoạn 1200-1600. Bí ẩn về đảo Oak vẫn chưa được giải đáp, nhưng rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Nếu kho báu tồn tại thì ai đã chôn? Họ để lại những gì trong hố tiền? Một số tin rằng bọn cướp biển từ xa xưa chọn nơi này để chôn giấu của cải cướp được. Số khác thì nói hố sâu này cất giữ số trang sức bị mất sau cuộc cách mạng Pháp của nữ hoàng Marie Antoinette nổi tiếng. Một giả thuyết khác thậm chí còn khẳng định cha đẻ của chủ nghĩa duy vật Anh Francis Bacon đã xây dựng nơi này và lưu trữ tại đây những tài liệu chứng minh rằng ông là tác giả của những vở kịch của Shakespeare. Và thêm một giả thuyết nổi bật khác nữa cho rằng số của cải thuộc về một nhà thám hiểm người Anh tên William Phipps. Theo giả thuyết này, Phipps tình cờ gặp một con tàu đắm của Tây Ban Nha chở kho báu vào năm 1687, sau đó mang một phần về nước Anh với tham vọng sử dụng nó để lật đổ vua James II. Tuy nhiên, Phipps biết rằng con tàu đắm vẫn còn nhiều của cải nên trở lại để thu thập thêm chiến lợi phẩm rồi chôn chúng trên đảo Oak để đảm bảo an toàn. Điều mà ông không ngờ tới là khi đào đất để lấy lại số của cải này, nước đột ngột tràn vào hố khiến kho báu không thể tiếp cận. Chính quyền Anh được cho là cũng vào cuộc tìm kho báu nhưng thất bại nên đặt bẫy trong hố tiền. Giả thuyết này càng thuyết phục hơn dựa vào những gì được phát hiện trên hòn đảo. Các mẫu địa chất khoan được ở vùng đầm lầy trên đảo cho thấy hoạt động của con người đã diễn ra tại đây từ năm 1674 đến 1700. Các thợ săn kho báu còn tìm thấy xương, gỗ và rìu, dường như có niên đại từ thế kỷ 17 trên hòn đảo. Vừa rồi là câu chuyện chưa hề có lời giải của hôm nay. Nếu các bạn có những thông tin, có những câu trả lời cho bí ẩn này, có thể comment ở ngay bên dưới của video mà hôm nay chúng ta vừa xem. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng trao đổi về những câu chuyện, về những bí ẩn mà rất có thể là nhiều năm sau nữa chúng ta vẫn chưa có được đáp án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.